Chào các bạn, trong bài hình trước chúng ta đã thiết kế được giao diện cho form chương trình thêm nội dung vào tập tin. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lập trình để chúng ta cho phép người sử dụng có thể thêm nội dung vào bên trong một file nào đó mà họ đã chọn bên trong cái danh sách tên file này. Bây giờ trong website của các bạn hãy mở lại trang ví dụ thêm nội dung vào file lên. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái đoạn code lập trình bên trong trang này. Thì bên trong trang này thì bạn thấy là trong các bài trước chúng ta đã có gắn vào cái lát dùng để xử lý tập tin. Các bạn hãy mở lại cái lát xử lý tập tin của chúng ta lên. Thì trong lát xử lý tập tin này chúng ta đã có một phương thức dùng để đọc nội dung của một tập tin lên. Thì cái phương thức này là phương thức getData. Và chúng ta cũng đã tạo ra một cái phương thức xử lý dùng để lưu hay là ghi nội dung vào tập tin. Cái phương thức này chúng ta đặt tên là CellData. Khi chúng ta gọi phương thức lưu dữ liệu vào tập tin thì chúng ta phải truyền vào đường dẫn tới cái tập tin mà chúng ta muốn lưu vào, rồi chúng ta truyền vào cái nội dung mà chúng ta muốn lưu vào, và chúng ta đặt cái mode mặc định là mode A, là cho phép ghi nội dung vào cái nội dung có sẵn, tức là nó sẽ ghi nối đuôi vào cái phần nội dung có sẵn. Thì đây là hai phương thức trong cái lát xử lý tập tin của chúng ta. Thì đầu tiên thì trong trang này thì chúng ta cũng phải include cái lát xử lý tập tin này vào. Và ở đây chúng ta có tạo ra một cái object thuộc class tập tin. Bây giờ ở đây thì bạn thấy là chúng ta cũng sẽ kiểm tra cái button ghi. Khi người sử dụng bấm vào cái button ghi, có nghĩa là cái button thêm nội dung này của chúng ta, thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng phương thức $bot để chúng ta lấy cái nội dung này. Chắc chắn là chúng ta phải lấy cái nội dung này rồi. Chúng ta phải lấy nội dung này để chúng ta ghi thêm cái nội dung này vào bên trong cái tập tin mà người dùng chọn ở bên trong cái trường menu tên file này. Ở đây thì chúng ta cần phải lấy thêm nữa, đó là chúng ta cần biết người ta chọn cái file nào. Người ta chọn cái file nào thì chúng ta sẽ lấy cái file đó, chúng ta lấy cái phần nội dung người ta nhập vào đây, chúng ta thêm vào đuôi. Có nghĩa là thêm nối đuôi vào cái phần nội dung có sẵn bên trong cái file mà người dùng chọn chỗ này. Do đó chỗ này thì bạn thấy là chúng ta cũng đã có sử dụng cái phương thức $bot tên file. Hiện tại đó thì cái menu select của chúng ta là chúng ta chưa có đặt tên cho nó. Do đó chỗ này các bạn cũng đặt cái tên cho nó. Name ở đây chúng ta đặt là tên file luôn. Cái menu select này chúng ta sẽ đặt tên cho nó là tên file. Và chỗ này chúng ta sử dụng phương thức $bot, chúng ta lấy tên file. Thì cái tên file này chính là cái đường dẫn. Tạm thời thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái đường dẫn chỗ này. Ví dụ người ta chọn cái tên file là sản phẩm, thì lúc giờ chúng ta sử dụng thức $bot, chúng ta lấy tên file. Vậy là cái biến đường dẫn này nó sẽ lưu cái tên file là sản phẩm.tt. Và để bắt đầu ghi file, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái phương thức CellData và chúng ta truyền biến đường dẫn này vào. Nhưng mà đối với cái đường dẫn này, nếu mà chúng ta truyền như vậy thì nó chỉ là cái tên file thôi, ví dụ như là sản phẩm.tt, nó không biết là cái đường dẫn này sẽ tạo ra cái file này bên trong cái thư mục nào. Do đó chỗ này chúng ta phải ghi cụ thể đường dẫn cho nó luôn, đó là chúng ta sẽ tạo ra cái file nằm trong thư mục dữ liệu của chúng ta. Và sau đó là tới cái đô la đường dẫn này. Ví dụ người ta chọn chỗ này cái file là sản phẩm.tt, vậy là chỗ này nó sẽ là sản phẩm.tt. Vậy là khi chúng ta save dữ liệu là chúng ta sẽ save cái file sản phẩm.tt mà người dùng chọn chỗ này vào bên trong cái thư mục dữ liệu. Và cái nội dung này khi save thì chúng ta sẽ save cái nội dung, mà cái nội dung này chính là cái nội dung mà người ta đã nhập vào. Chúng ta đã sử dụng thức $bot, chúng ta lấy cái nội dung mà người dùng nhập vào đây, chúng ta lưu vào bên trong cái biến nội dung này. Vậy là khi ghi file lại thì chúng ta sẽ ghi vào cái file là sản phẩm.tt mà người dùng chọn ở đây, lưu vào bên trong thư mục dữ liệu với cái nội dung mà người dùng nhập vào. Và cái mod ở đây yêu cầu của bài này là chúng ta sẽ sử dụng là ghi thêm nội dung vào, chứ không phải là xóa nội dung cũ, ghi nội dung mới. Do đó chúng ta sẽ sử dụng cái mod ghi là mod A.
Và chỗ này chúng ta sẽ đọc lại nội dung của tập tin đã ghi được. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức get data. Và chỗ này cái đường dẫn chỗ này là chúng ta cũng phải ghi lại, là đường dẫn này là chúng ta phải get bên trong cái thư mục dữ liệu và chúng ta lấy đúng cái tập tin mà chúng ta vừa mới ghi lại. Ví dụ khi chúng ta tạo ra được cái tập tin sản phẩm với cái nội dung mà chúng ta mới vừa thêm vào ở đây trong thư mục dữ liệu, thì khi chúng ta đọc lại cái nội dung đó ra, chúng ta sử dụng thức get data, thì chúng ta sẽ vào cái thư mục dữ liệu này, chúng ta đọc cái file là sản phẩm.tt. Thì ở đây các bạn chú ý là cái đường dẫn này chính là cái tên file, tại chúng ta đặt cái tên biến là đường dẫn, thì chính là cái tên file mà người dùng đã chọn. Và khi chúng ta đã ghi được cái file này vào bên trong dữ liệu rồi, thì chỗ này chúng ta sử dụng thức get data để chúng ta đọc cái file này ra thôi. Và khi đọc rồi thì chúng ta sẽ lưu cái nội dung đó tạm vào bên trong cái biến nội dung này, để sau này chúng ta sẽ xuất cái nội dung đó vào bên dưới cái phần form chương trình thêm nội dung của chúng ta. Thì tạm thời thì cái phần xuất dữ liệu thì chúng ta khoan tính. Bây giờ chúng ta sẽ thử ghi file của nó có ghi được không. Còn cái phần ngược lại này thì chúng ta sẽ không cần. Cái phần ngược lại này các bạn bỏ đi. Cái phần ngược lại này là lúc trước chúng ta select từ cái bài cũ ra, là lần đầu tiên khi chúng ta mới mở form lên là chúng ta lấy cái nội dung của tập tin đấy, chúng ta hiển thị bên trong cái trường test data này. Trong bài này thì khi mới mở lên thì chúng ta không có cần đọc nội dung của tập tin hiện vào bên trong cái trường test data. Do đó cái đoạn L này là chúng ta không cần. Chúng ta chỉ xử lý cho cái phần là khi người sử dụng click vào cái button ghi mà thôi. Có nghĩa là khi người sử dụng click vào cái button thêm nội dung này, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta lấy nội dung mà người dùng nhập vào, chúng ta lấy cái tên file mà người dùng muốn tạo ra và ghi thêm nội dung vào, và bắt đầu chúng ta tiến hành cái phương thức là ghi file. Và chúng ta sẽ ghi file vào cái thùng dữ liệu với cái tên file mà chúng ta lấy được, với cái mod là chúng ta ghi thêm nội dung vào và chúng ta ghi với cái nội dung mà người dùng đã nhập vào. Và sau đó chúng ta sử dụng thức get data để chúng ta đọc lại nội dung của cái file mà chúng ta vừa mới ghi xong, và chúng ta lưu tạm vào cái biến nội dung để sau này chúng ta xuất cái nội dung này ra ngoài. Và bên dưới này thì chúng ta cũng có một cái phần kết quả để thông báo là đã ghi file thành công. Thì cái kết quả này là đầu tiên chúng ta cũng gán là bằng rỗng. Thì nếu mà ghi file thành công thì nó sẽ tạo được cho chúng ta cái số byte là bao nhiêu nằm trong cái biến kết quả này. Thì cái phần này thì trong bài trước thì chúng ta đã có giải thích về cái phần kết quả này rồi. Thì trong cái phương thức cell data của chúng ta có sử dụng một cái hàm, đó là hàm fwrite. Thì cái hàm fwrite nếu mà nó ghi thành công thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái số byte mà nó ghi được. Do đó là khi chúng ta gọi cái phương thức cell data này thì chúng ta sẽ nhận được cái số byte của cái nội dung file mà chúng ta đã ghi được vào bên trong biến kết quả. Và nếu biến kết quả của chúng ta mà nó lớn hơn không thì chúng ta mới xuất ra cái câu thông báo là đã ghi file thành công. Thì trong cái phần này thì tạm thời thì các bạn chỉ xử lý cái đoạn code của chúng ta tới đây thôi, và chúng ta kiểm tra thử xem nó đã ghi file thành công hay chưa. Còn vấn đề làm thế nào để chúng ta xuất cái nội dung này ra bên dưới thì chúng ta chỉ cần echo lại cái biến nội dung này ra là được. Bây giờ các bạn lưu trang của chúng ta lại, các bạn review lại thử trang của chúng ta. Bây giờ ví dụ ở đây chúng ta chọn một cái file tên là sản phẩm. Các bạn chú ý là hiện tại á, là bên trong thư mục dữ liệu của chúng ta là chưa có cái file sản phẩm này. Bây giờ ví dụ chúng ta thêm nội dung vào bên trong cái file sản phẩm này. Ví dụ đây chúng ta thêm là sản phẩm 1, ví dụ số lượng là 2 cái, giá ví dụ như là 4.000. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái đánh dấu cho tập tin của chúng ta, là chúng ta dùng cái dấu là xuyệt sao để kết thúc một sản phẩm. Ví dụ đây chúng ta tạo thêm một sản phẩm nữa, sản phẩm số 2, ví dụ số lượng là 1 cái, đơn giá là 7.000 đồng. Ở đây chúng ta dùng dấu xuyệt sao. Bây giờ chúng ta bấm thử nút thêm nội dung thử, thì ở đây bạn thấy là nó đã báo là đã ghi file thành công. Chúng ta còn có một thao tác nữa là chúng ta phải làm sao chúng ta giữ lại được cái tên file mà người ta đã chọn. Thì chỗ này thì chúng ta sẽ xử lý sao. Bây giờ các bạn hãy thử xem là trong dữ liệu chúng ta là nó đã tạo ra được cái file sản phẩm, và các bạn mở lên thì bạn thấy là nó đã lưu được cái sản phẩm số 1 và sản phẩm số 2 này vào bên trong cái file này.
Vậy có nghĩa là cái phương thức dùng để sell dữ liệu của chúng ta chỗ này là đã thành công. Chúng ta đã tạo ra được cái file sản phẩm và nó lưu vào bên trong một dữ liệu. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta chọn sản phẩm và chúng ta ghi thêm dữ liệu vào. Ví dụ chỗ này là chúng ta sẽ tạo thêm cái sản phẩm số 3. Số lượng là 3 cái, ví dụ đơn giá là 2.000 đồng. Sau đó các bạn bấm nút thêm. Bây giờ các bạn mở lại cái file sản phẩm lên. Các bạn thấy là cái file sản phẩm này nó đã có thay đổi nội dung. Các bạn mở lên lại thì mình thấy ở đây là chúng ta có được cái sản phẩm số 3. Số lượng là 3 cái, giá là 2.000 đồng. Vậy là chúng ta đã lưu được cái nội dung, chèn thêm vào cái nội dung có sẵn bên trong cái file sản phẩm, bên trong cái thùng dữ liệu này, với cái hình thức sell data. Thì trong thức sell data thì các bạn thấy là đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái hàm fphone này để chúng ta đọc cái đường dẫn của cái file mà người dùng đã gửi cho chúng ta bên đây. Có nghĩa là người dùng ở đây người ta gửi cho chúng ta vào thư mục dữ liệu với cái tên file này lấy ra. Thì nếu mà tìm được thì lúc giờ là chúng ta mở cái file này lên và sau đó chúng ta dùng hàm fwrite để chúng ta ghi cái nội dung này vào bên trong cái file đó. Và nếu ghi thành công thì lúc giờ nó sẽ trả về cho chúng ta cái số byte mà chúng ta đã ghi được. Vậy là vấn đề ghi file là chúng ta đã ghi thành công rồi. Ví dụ giờ các bạn ghi thử vào cái file danh sách học viên. Ví dụ 1. Rồi, ví dụ học viên 2. Các bạn bấm nút thêm. Bây giờ các bạn xem thử trong thùng dữ liệu chúng ta là nó đã tạo ra được danh sách học viên với hai học viên chỗ này. Vậy là cái phần ghi file của chúng ta là chúng ta có thể tận dụng lại cái đoạn code cũ trong bài hình trước, đó là cái phương thức sell data dùng để ghi file. Bây giờ ở đây chúng ta cần phải giữ lại cái giá trị của cái tập tin mà người dùng chọn chỗ này, để khi người ta bấm nút thêm thì chúng ta thấy là cái file mà hồi nãy người ta vừa mới chọn là nó còn nằm bên trong cái menu này. Thì đối với vấn đề giữ lại giá trị khi người sử dụng chọn một mục nào đó bên trong menu, thì trong bài hình tạo trang đăng ký tour hay là tạo trang đăng ký học online thì chúng ta cũng đã có làm qua rồi. Chỗ này chúng ta chỉ cần sử dụng phát biểu if để chúng ta kiểm tra thôi. Thì bên trong cái thẻ option này, nếu mà chúng ta có thuộc tính selected cho cái option nào thì cái option đó nó sẽ mặc định được chọn. Do đó chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái đoạn code PHP để chúng ta kiểm tra. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái tên file người ta có chọn hay không. Thì chỗ này chúng ta dùng phát biểu if và chúng ta sử dụng hàm iset. Chúng ta kiểm tra là người ta có chọn vào tên file hay không. Vậy là trong trường hợp nếu có tồn tại cái tên file, có nghĩa là người ta có chọn cái tên file. Nếu người ta có chọn cái tên file và cái tên file này, có nghĩa là cái file mà người ta chọn nó bằng đúng với cái giá trị của cái file mà chúng ta để bên trong cái thuộc tính value này. Nếu nó bằng đúng như vậy thì lúc giờ chúng ta sẽ xuất ra cái thuộc tính selected cho cái thẻ option này. Chúng ta sẽ echo cái thuộc tính là selected bằng với cái giá trị là selected. Tương tự các bạn làm cho các option còn lại. Các bạn copy cái này, các bạn bỏ xuống bên dưới này. Về vấn đề giữ lại cái giá trị này thì các bạn nên xem lại cái video clip về trang đăng ký học online và trang đăng ký tour. Chỗ này thì chúng ta chỉ sửa lại thôi. Chỗ này cái file là sản phẩm.tt. Vậy trong trường hợp nếu mà nó
có chọn tên file và cái tên file đó bằng đúng cái sản phẩm, thì lúc giờ ngay cái option này chúng ta xuất ra cái thuộc tính selected vào để cho nó giữ là cái giá trị của cái tên file mà người ta đã chọn. Còn chỗ này sẽ là cái file tên là danh sách học viên. Còn chỗ này sẽ là cái file là báo giá. Thì đó là cái cách mà chúng ta giữ lại giá trị của một option bên trong cái menu. Bây giờ các bạn lưu lại thử, các bạn chạy lại thử cái form của chúng ta thử. Ví dụ bây giờ chúng ta chọn danh sách học viên, chúng ta thêm một cái học viên nữa, đó là học viên số 3. Sau đó chúng ta bấm nút thêm nội dung, thì bạn thấy là cái danh sách học viên này nó vẫn giữ được cái giá trị nằm trong cái hộp này. Và chúng ta mở lên cái file danh sách học viên này thử, thì bạn thấy là chúng ta đã thêm được một cái học viên vào, đó là Trần Văn Tám chỗ này. Thì đây là cái cách mà chúng ta ghi thêm nội dung vào bên trong file. Còn trong trường hợp nếu mà chúng ta xài cái mod xử lý chỗ này, nếu mà chúng ta xài cái mod là mod W thì nó sẽ xóa nội dung cũ đi, nó ghi thêm nội dung mới vào. Còn chúng ta xài mod A là nó sẽ ghi thêm nội dung vào. Còn làm thế nào để chúng ta xuất ra nội dung này, thì chúng ta sẽ xuất ra bên trong cái biến nội dung. Ở đây thì chúng ta đã có cái biến nội dung rồi, chúng ta sử dụng thức get data, chúng ta truy xuất vào cái thùng dữ liệu này và chúng ta đọc cái tên file này ra. Do đó để xuất ra cái nội dung file thì các bạn có thể xuất ra bên dưới này. Đơn giản thì chỗ này nếu mà chúng ta không cần tạo giao diện gì cả thì chúng ta có thể dùng một cái thẻ B, chúng ta xuất ra thử là cũng được. Ví dụ đây chúng ta dùng một cái thẻ B với thuộc tính align là bằng center. Và chỗ này ví dụ chúng ta sẽ là xuyệt B. Chỗ này chúng ta sử dụng lệnh echo và chúng ta xuất cái biến nội dung ra. Cái nội dung này thì muốn xuống dòng thì chúng ta sử dụng là cái hàm là new line to br để chúng ta tạo xuống dòng. Thì các bạn test lại thử xem nội dung chúng ta có xuất ra được hay không. Thì mình thấy đây là nội dung của cái file danh sách học viên mà chúng ta vừa mới tạo, nó đã xuất ra được chỗ này. Chỗ này ví dụ chúng ta canh trái thôi. Thì đây là nội dung của cái file mà chúng ta vừa mới nhập liệu vào. Ví dụ đây là danh sách sản phẩm, cái file sản phẩm. Chúng ta giả sử chúng ta không ghi gì thêm hết, chúng ta bấm thêm, thì đây là nội dung của cái file mà hồi nãy chúng ta đã lưu thêm vào. Thì hiện tại cái file sản phẩm chúng ta, bạn thấy là nó có tổng cộng là bên trong này là 3 sản phẩm. Thì bên trong này chúng ta sử dụng cái phương thức get data và chúng ta đọc đúng cái file sản phẩm này ra, chúng ta lưu nó vào bên trong nội dung và chúng ta xuất nó ra lại thôi. Còn nếu mà chỗ này chúng ta chọn cái sản phẩm và chúng ta nhập thêm vào, ví dụ như là đây là sản phẩm số 4, ví dụ là số lượng là 2 cái, đơn giá ví dụ như là 6.000 đồng, các bạn bấm thêm nội dung thì bạn thấy ở đây là chúng ta đã xuất ra được, chúng ta đã thêm vào được bên trong cái file sản phẩm .tt này cái sản phẩm số 4 và chúng ta đã đọc ra được cái nội dung của cái file này. Còn vấn đề về định dạng thì các bạn có thể làm sao các bạn cho cái này nó vô khung giống như cái giao diện trên đây thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Giờ sản phẩm này bạn thấy có số 4 rồi nè. Về tạo giao diện thì các bạn có thể lấy lại cái giao diện trên đây để chúng ta tạo. Các bạn copy mấy cái thẻ div của cái phần form của chúng ta, chúng ta đem xuống bên dưới này để chúng ta dùng lại. Các bạn dán xuống đây. Ở đây chúng ta cần một cái xuyệt div kết thúc của cái này. Rồi, chỗ này một cái xuyệt div. Rồi, ở đây chúng ta cần hai cái thẻ xuyệt div nữa. Bây giờ cái phần xuất dữ liệu này chúng ta không xuất trong thẻ B ở đây nữa, chúng ta sẽ bỏ nó vào bên trong cái phần form section này.
Bên trong đây thì chúng ta dùng một cái section để chúng ta thêm vào thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Trong cái section này thì chúng ta bí xuất cái thẻ B vào bên trong này. Thì cái phần này giống như là cái phần giao diện trên đây của chúng ta thôi, là chúng ta có các thẻ điếp này, rồi bên trong dữ liệu của chúng ta thì chúng ta bỏ vào từng section thôi. Thì cái phần xuất ra cái nội dung này chúng ta cũng bỏ vào một cái section ở đây. Bây giờ các bạn xem lại, các bạn xem lại cái phần kết quả bên dưới này của chúng ta thử, là nó sẽ nằm bên trong cái khung này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Chỗ này ví dụ chúng ta sẽ ghi chỗ này là nội dung tập tin, chỗ này chúng ta sẽ ghi là nội dung tập tin, và ở đây chúng ta xuất ra cái tên của cái tập tin mà người ta đã chọn trong cái menu. Để xuất tên tập tin thì ở đây chúng ta chỉ echo cái biến đường dẫn vào là được, vì cái biến đường dẫn này là chúng ta đang lưu trữ cái tên tập tin mà người ta đã chọn trong cái menu. Các bạn xem lại, các bạn review lại thử. Đây là nội dung tập tin sản phẩm.tt. Ở đây chúng ta có tổng cộng là, mỗi lần chúng ta chạy lại thì bạn thấy là nó thêm cái sản phẩm này vào. Nó thêm ở đây là tổng cộng là 3 cái sản phẩm số 4 này. Thì đối với cái phương thức ghi mà dạng là chúng ta sử dụng cái mod là A thì nó cứ ghi thêm vào. Bây giờ các bạn đóng lại, các bạn chạy lại thử. Lần đầu tiên khi mới mở lên thì ở đây nó sẽ không hiểu cái biến nội dung của chúng ta là gì. Vì đầu tiên là ở đây là chúng ta xuất ra cái biến nội dung, nhưng mà cái biến nội dung này chúng ta là chưa có khai báo phía trên này. Ở đây chúng ta có xuất ra ngoài cái biến nội dung, thì đầu tiên chúng ta sẽ để cái nội dung này là rỗng. Các bạn khai báo khởi gán cho nó cái biến nội dung này lần đầu là bằng rỗng. Và lần đầu tiên khi chúng ta mới mở cái form này lên thì các bạn cũng giấu luôn cái hộp này đi. Cái hộp này nó chỉ xuất hiện ra khi nào là chúng ta ghi file thành công thôi. Khi chúng ta ghi file thành công rồi thì chúng ta mới xuất hiện cái hộp này ra, và lúc đó chúng ta mới hiện cái nội dung của cái file mà chúng ta vừa mới ghi được vào bên trong cái hộp này. Do đó là chúng ta cũng sẽ sử dụng phát biểu điều kiện if để chúng ta kiểm tra. Có nghĩa là khi nào cái biến nội dung này mà nó khác rỗng, có nghĩa là nó có dữ liệu bên trong, thì chúng ta mới xuất ra cái đoạn thẻ điếp này để chúng ta xuất ra cái nội dung của nó. Do đó chỗ này các bạn có thể sử dụng lệnh PHP để kiểm tra là nếu cái biến nội dung của chúng ta mà có dữ liệu thì lúc giờ chúng ta xuất cái đoạn điếp này ra. Ở đây chúng ta kết thúc cái thẻ if lại, các bạn lưu lại. Vậy trong trường hợp này là nếu khi chúng ta mới mở lên thì nội dung chắc chắn là chưa có rồi, thì nó sẽ không xuất ra cái phần kết quả bên dưới này. Ví dụ bây giờ chúng ta thêm vào cái danh sách học viên này, ví dụ học viên số 6 hay gì đó, thì đối với cái thước ghi này là nó hơi khó chịu, là nó cứ ghi thêm vào thôi. Tức là các bạn nhập cái gì ở đây thì nó sẽ thêm vào bên trong cái file danh sách học viên này. Nó cứ ghi thêm nối đuôi vào thôi. Thì đây là chúng ta mới vừa ghi thêm nối đuôi vào cái học viên số 6 chỗ này, vào bên trong cái danh sách học viên.tt. Còn trong trường hợp nếu mà các bạn không muốn dạng ghi thêm này, thì các bạn muốn xóa nội dung cũ, các bạn ghi đè nội dung mới lên, thì lúc bây giờ các bạn hãy sử dụng cái mod là đúp diều, thì nó sẽ xóa nội dung cũ đi và nó ghi đè lại cái nội dung mới lên cái nội dung cũ. Còn đối với cái mod A là nó sẽ cứ ghi thêm nội dung vào thôi. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn, là chúng ta tìm hiểu cái cách chúng ta ghi nội dung nối đuôi vào bên trong tập tin, và chúng ta đọc cái nội dung của cái file mà chúng ta vừa mới ghi được, chúng ta xuất nó ra ngoài trang web.
Chúc các bạn thực hành bài lát này thành công. Chào các bạn.